Ok, chúng ta lên đây nào, làm kiểu ảnh kỷ niệm thế. Pila đây đây. Đây này. Siro đây. Ok, siro đây. Bế siro nhé. Merci ngồi đây này. Merci ngồi yên. Bế siro. Ok. Merci. Si sang đây. Đây đây. Nào, mi nữa. Si lên. Ờ mi ngồi đấy. Si lên ghế. Si lên. À lên trên ngồi. Nhìn kia. Ok, chúng ta làm kiểu ảnh nào, cười tươi nào. Sở cười tươi làm kiểu ảnh nào. Ờ Yumi nào đâu? Yumi ra đây nào. Tila ngồi yên đấy, đúng rồi, Tila ngoan lắm. Siro ngồi yên. Siro ơi. Si lên ghế đi Si. Nga Si. Nga Si lên. Kiểu ảnh gia đình. Con Siro không lên hả? Ok. Siro đã vắng bóng. Rồi, giờ xuống ăn thôi, xuống. Xuống nào. Đi đi xuống dưới. Rồi, không lô đâu. Hết giờ lô rồi. Ăn nào. Rồi, bữa ăn hôm nay của chúng tôi. Chưa xong rồi nào, tránh nào. Từ quay từng con. Hôm nay quay từng con đây. Siro này. Siro đừng để bát nó chui vào trong gầm ghế nhá. Yumi này. À. Pila này. À. Masi này. Pila, Siro, Yumi. Ăn đi. Siro lùi này. Messi lùi lại. Nè, Siro xong rồi à? Siro ăn nhanh thế. Siro ăn trong vòng một nốt nhạc. Pila ăn bát to cho nên là Pila khó ăn. Yumi thì hạt này hơi to so với Yumi. Nhưng mà tiện thì cho nên là cho Yumi ăn luôn. À, cho Siro thêm tí. Đấy, Siro ăn cái bát kia đi. Đây. Tí đã rời cho Yumi ăn thêm thịt xong.
chứ không thì chờ Yumi ăn cái phần của Yumi lâu lắm đấy. Siro ăn đi, cho Siro đấy. Đấy mọi người thấy không, bảo đổ ra đấy mà không bảo cho nó, không bảo nghiêm túc mà nó bỏ qua đấy, còn thực ra cho nó ăn có nửa cái bát này nữa nó ăn cũng hết. Nhưng mà cho là phải báo chứ không phải là cứ để ra đấy mà ăn đâu, bởi vì nếu mà để ra đấy mà không bảo ăn mà ăn thì lại là làm sai. Để yên phần của Siro để cho Siro ăn. Mẹ với bà miễn ý kiến, để yên cho Siro nó ăn. Thì la từ từ đã đi, tí nữa. Cái bữa ăn nó rất là nhanh. Đấy. Yumi thế nhưng mà Yumi ăn vẫn còn thừa một tí. Thượng đế khi an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Ok. Rồi, quả ở đây nè. Lên ghế ngồi tí nè. Có đứa nào lên đây với anh không? Lên đi. Ở đấy, cái Siro lên. Không. Siro chú lúc gì đấy? Lên đây. Cái chế độ ăn nếu mà Messi lên. Đơn giản nhất, nếu mà mọi người ai nuôi chó mà chúng ta cái thời gian của chúng ta nó ít thời gian nhanh chóng thì chúng ta cho nó ăn hạt. Cái thức ăn hạt để thì Messi lên đây. Rất là nhiều người nuôi chó, giống chó nào cũng dùng được, nhưng rất nhìn là nhiều người nuôi là nuôi theo kiểu chúng ta nuôi theo kiểu từ các cụ ngày xưa, thì thậm chí là chúng ta không biết cái sự tồn tại của cái thức ăn hạt, là nó là một cái thức ăn tổng hợp sản xuất sẵn cho chó và mèo đều có. Nó sẽ tiện lợi, nó phục vụ cho cái nó có cái ưu điểm của nó là ưu điểm về đầy đủ dinh dưỡng này. Tất nhiên là nó không thể đầy đủ tất cả mọi thứ được, nhưng mà nhìn chung là nó đầy đủ dinh dưỡng và nó tiện dùng. Còn khi mà cho ăn hạt thì chúng ta chỉ lưu ý là nếu mà chúng ta cho chó ăn cám hạt đấy thì luôn luôn chúng ta sẽ phải có đủ nước cho chó uống, bất kỳ lúc nào cho nó muốn uống. Cái đấy là có lưu ý như vậy thôi. Chứ nếu mà ăn hạt mà chúng ta không có đủ nước cho chúng nó thì nó sẽ thiếu nước, nó sẽ phát sinh. Một là nó tiêu hóa không có tốt, hai nữa là nó sẽ phát sinh về các cái bệnh về liên quan đến đường tiêu hóa như gan với thận. Nó như kiểu là người uống ít nước ấy thì nó hại thận, mọi người hiểu đơn giản là như vậy. Nhưng mà đây là nó còn liên quan đến cái hệ đường tiêu hóa của nó nữa, là cái hạt này nó vào trong bụng nó cần cái lượng nước để nó nở ra để rồi nó tiêu hóa trong bụng. Với chó to thì với chó nhỏ thì có thể lẽ là chúng ta nên ngâm hạt ra để nó đỡ cái quá trình nở trong bụng. Nhưng khi mà con chó nó to rồi thì cho nó ăn hạt khô luôn, cho nước vào để nó hơi ẩm, nó chỉ hơi nở ra thôi thì cái tiêu hóa nó sẽ là tốt hơn là cái trường hợp mà ngâm. Nếu mà ngâm thì mọi người để ý là nó tiêu hóa ra nó cũng không tốt bằng là cho ăn gọi là nửa vòi, cái hạt nửa vòi. Đây là lười là như thế này, nhanh cái bữa ăn của chúng nó là chuẩn bị bữa ăn là xúc hạt rồi cho ăn rồi rửa bát sạch sẽ tất cả mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút là xong hết rồi, xong hết ăn uống.
mỗi tội là cái hạt là cái chi phí nuôi bằng hạt thì nó cũng hơi tính ra thì nó cũng khá cao, bởi vì hạt hiện tại bây giờ là các loại hạt khá và tốt một chút thì 100% đều là hạt nhập khẩu, đều là hạt nhập khẩu, và nhập khẩu thì so với chúng ta là giá sẽ cao. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nhất là các bạn mà nuôi các cái giống chó nhỏ nhỏ ấy thì các bạn cho ăn hạt cho nó nhạt, bởi vì chó nhỏ nó ăn không tốn, rốt thì nó ăn tốn lắm. Ai mà khi mà mình nói là nuôi một con rốt là một tháng nó hết khoảng tầm 2-3 triệu tiền ăn đấy thì nhiều người phản đối. Nhưng mà nếu mà ai mà chăm bằng hạt thì mọi người sẽ biết được là đấy nó là một cái con số thực tế. Ai mà chăm sóc kỹ những con chó hoặc là nuôi những con đực thì nó còn ăn còn tốn hơn, nó phải tầm 3,5 triệu đấy là ăn hạt. Chứ còn nếu mà mọi người mà còn bồi dưỡng nó lại cho còn thịt nọ thịt kia thì có thể nó lên 4-5 triệu. Cái đấy là tùy chủ, cái chế độ ăn của chó thì tùy chủ, nhưng cứ cho cái chế độ ăn tối thiểu gọi là trung bình theo hạt thì một tháng một con chó to này nó ăn hết từ 2-3 triệu, cứ tính là như vậy. Chăm nó dễ chăm. Tí à, anh điên cỗ đấy. Hôm nay anh đi làm về tí anh lại điên cỗ đấy. Liếm bẩn quần áo là không có quần áo thay đâu. Ok, chào mọi người nhá. Xong cho chúng nó dọn dẹp rồi lại phải ra ngoài. Bye bye mọi người. Đi, giải tán nào. Để anh rửa bát. Anh rửa bát cho mấy đứa đấy. Rồi.